Bóng đá Ý là nơi thường xuyên sản sinh ra hàng loạt danh thủ thi đấu đầy ngẫu hứng và nghệ sĩ. Đất nước hình chiếc ủng luôn tự hào vì đã giới thiệu nhiều số 10 vị đại ra toàn thế giới như Roberto Baggio hay Francesco Totti. Nhìn họ chơi bóng, bóng chốc nhận ra cái hồn, nét đẹp ẩn mình của bộ môn thể thao vua. Nhưng ở nước Ý, đâu phải chỉ có số 10 kể trên mới đủ năng lực đóng vai nghệ sĩ ở trên sân cỏ. Người dân nơi đây còn tự hào khi được sở hữu Andrea Pirlo, một tiền vệ dư thừa đẳng cấp, biến những điều đơn giản thành thứ phi thường. Chỉ một đường truyền, Pirlo đã mê hoặc bốn góc khán đài và chinh phục thành công những khán giả khó tính nhất bởi nét đẹp nghệ thuật của mình khi xỏ giày vào sân. Pirlo chẳng sợ vóc dáng cao lớn, đồ sộ để có thể làm khiếp sợ mọi đối thủ. Anh cũng không thuộc dạng mẫu cầu thủ có tốc độ tốt, thường xuyên thực hiện những pha rê dắt bóng táo bạo. Ở cựu tuyển thủ Ý, nét đẹp đến từ các đường truyền và các đường truyền đó đến từ việc huyền thoại của Milan may mắn được trời phú cho bộ não có tư duy chơi bóng vượt thời đại. Khác với mẫu tiền vệ rắn rỏi, cựu sao của Juventus chơi bóng như một quý ông thật sự. Nếu tiền vệ thường xuyên thực hiện các động tác mạnh bạo để giành lấy trái bóng thì nhà vô địch thế giới 2006 lại tỏ ra nâng niu chúng từng chút một. Trong cách suy nghĩ của Pirlo, anh xem trái bóng như người bạn song hành cùng nhau trên khắp mặt sân cỏ. Hành động mà người đàn ông sinh năm 1979 làm với quả bóng cũng thực sự nhẹ nhàng hơn mọi cái tên khác. Tất cả đều rất từ tốn, nhẹ nhàng và tinh tế đúng chất lãng tử của một người nước Ý. Quả thật nước Ý rất may mắn khi được ông trời bạn cho một trong những tiền vệ hào hoa nhất làng túc cầu, và điều này đã diễn ra cách đây 40 năm. Học trò cũ của Ancelotti có thể nói là già cầu thủ khá kén người xem, bởi anh chẳng sở hữu phẩm chất siêu việt nào để mắt người có thể dễ dàng chứng kiến. Người xem phải am hiểu lắm mới hiểu đúng sứ mệnh mà Pirlo thực hiện trên sân. Tất cả giống con người của cựu sao Inter Milan, không phô trương, hào nhoáng và cực kỳ quan trọng theo một phạm trù riêng biệt. Ngoài ra, tương đồng với đặc điểm của rượu, tiền vệ từng chơi cho câu lạc bộ lớn nhất của nước Ý càng chơi càng hay. Nếu muốn tìm ra trường hợp đặc biệt nhất cho câu nói gừng càng già càng cay, không thể nào không nhắc tới ngôi sao từng 6 lần vô địch Scudetto. Và cũng bởi vì sự nghiệp xuất sắc khi về già, giai đoạn bước vào sự nghiệp quân đội áo số với Pirlo diễn ra không mấy suôn sẻ. Nổi lên với vai trò số 10 ở Brescia, nhưng sau đó nhạc trưởng từng có 116 lần thi đấu cho đội tuyển quốc gia đã trải qua 3 năm ác mộng tại Inter Milan. Dù có vị trí sở trường là số 10, nhưng cầu thủ vừa giải nghệ vào năm 2017 không sở hữu phẩm chất để thích nghi ở vai trò đó. Điểm mạnh nhất là chuyền bóng của Pirlo cũng chẳng thể nào được phát huy bởi anh phải đi đấu quá gần hậu vệ, trong một không gian cực kỳ hẹp tại trung tuyến. Điều đó đã khiến sự nghiệp của tiền vệ đã thi đấu cho MLS thụt lùi. Bước tiến của anh thực sự sang trang khi đến với AC Milan, nơi có cuộc gặp gỡ định mệnh với Carlo Ancelotti. Bắt đầu nhà cầm quân người Ý và các huấn luyện viên khác cũng đánh giá cao Pirlo nếu cứ bố trí anh thi đấu như một số 10 và rồi Ancelotti thực hiện một cuộc cách mạng chưa từng có. Thay đổi chiến thuật bóng đá thời bây giờ là xếp Pirlo thi đấu trước hàng thủ, ở vai trò thấp nhất của hàng tiền vệ. Pirlo chẳng còn vất vả với việc bị theo kèm bởi hậu vệ đầu bạn. Vai trò này cung cấp cho ngôi sao từng hai lần vô địch Champions League nhiều khoảng trống và rảnh chân hơn trong công cuộc triển khai bóng, tại một vị trí có tầm nhìn rộng hơn hẳn. Đồng thời giới cựu tiền vệ Juventus có cái nhìn bao quát hơn về trận đấu để từ đó điều tiết thế trận một cách chuẩn xác nhất. Sáng kiến đó của Ancelotti đã khai quật cho thế giới bóng đá một trong những tiền vệ sáng tạo bậc nhất làng túc cầu. Thật không ngoa khi khẳng định rằng AC Milan là môi trường đưa Pirlo bước ra ánh sáng. Tại đây anh vươn mình trở thành thứ đặc sản hiếm hoi của làng túc cầu trong thời kỳ các tiền vệ thuộc dạng dùng sức hơn cái đầu. Ngày đó cũng là lúc thế giới bóng đá phát cuồng vì mẫu nhạc trưởng ở vị trí số 10. Song Pirlo đã định nghĩa lại câu chuyện đó khi anh có khả năng trở thành nhạc trưởng ngay tại vòng tròn trung tâm. Với một cái liếc mắt và một đường truyền chuẩn xác, nhà vô địch thế giới 2016 đã đặt đồng đội vào tư thế không thể không ghi bàn. Trong thời điểm mà mọi người bị hút theo những xu hướng kể trên, cựu tiền vệ Milan từng bước một thiết lập hướng đi riêng cho bản thân và khiến tất cả phải ngã mũ thán phục. Tôi là người thích đi lang thang trên sân bóng chỉ trong phạm vi vài mét vuông. Với không gian đó, tôi có thể là chính mình, cầm bóng, chuyền bóng cho đồng đội và giúp họ ghi bàn. Đó được gọi là kiến tạo và nó là thứ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Pirlo tự mô tả cách anh thi đấu ở trên sân. Và cũng ở Milan, đây cũng chính là đội bóng giúp anh chạm tay đến nhiều biệt hiệu cao quý. Người đàn ông hiện 43 tuổi đã vô địch Scudetto 2 lần vào mùa giải 2003, 2004 và 2010, 2011. Bên cạnh đó còn là một cúp quốc gia Ý, một siêu cúp Ý, hai siêu cúp châu Âu và hai cúp các câu lạc bộ thế giới. Tuy nhiên đỉnh cao nhất phải là hai danh hiệu Champions League vào mùa giải 2002, 2003 và 2006, 2007. Lúc ấy Milan sở hữu hàng loạt cầu thủ thuộc đẳng cấp thế giới và Ancelotti đã tìm ra chiến thuật hữu hiệu nhất để khai thác triệt để khả năng của Pirlo. Anh chẳng khác nào của quý cần được đội bóng bao bọc để có thể trình diễn phong độ siêu phàm.
Cùng Gattuso và Sidov, bộ đôi thiên về sức mạnh trong vai trò tiền vệ lệch đã trở thành phương án che chở cho Pirlo một cách tốt nhất có thể. Bộ ba này trong sơ đồ 4-3-1-2 cùng với một số 10 là Rui Costa vào tháng 10 năm 2003 và Kaká 2007 đã trở thành một công thức bất khả chiến bại. Rossoneri có nhu có cương, có sức mạnh lẫn đầu óc, thực sự trở thành một tập thể khó mà xem thường. Trong dàn nhân sự đó, Pirlo với vai trò hiếm gặp lúc bấy giờ rõ ràng là nét chấm phá quan trọng bậc nhất. Tiền vệ từng ghi 13 bàn thắng cho đội tuyển Ý chẳng khác nào màn đêm giúp người hâm mộ thấy rõ ánh sáng do các ngôi sao xung quanh trong đội hình tỏa ra. Pirlo không dẫn dắt toàn đội bằng những lời chỉ đạo cụ thể, mà anh dẫn dắt tất cả đến chiến thắng bằng phẩm chất chuyền bóng có 1-0-2 của mình. Như huấn luyện viên Marcelo Lippi từng nói, Pirlo là người đầu thầm lặng, cậu ấy nói bằng đôi chân của mình. Đồng tình với chiến lược gia vừa giúp Ý vô địch World Cup, Cesare Prandelli phát biểu, chỉ có thiên tài mới sở hữu trực giác như Pirlo. Trên suốt cả sự nghiệp của mình, Pirlo chỉ với kiểu chơi bóng như thế đã giúp anh đứng trên đỉnh cao trong khoảng 15 năm. Anh là hiện thân của thứ bóng đá khoa học, đầy tư duy và cũng không hề kém phần lãng mạn hay tinh tế. Từ những đường chuyền bóng ngắn, trung bình, dài, những pha bấm bóng, tỉa bóng, tất cả đều rất cơ bản. Nhưng chính thứ bình thường đó đã giúp Pirlo làm điều phi thường, để rồi bước vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới. Cầu thủ đại gia nghệ cách đây 5 năm chẳng cần màu mè khi xử lý bóng, mọi thứ đều nhanh chóng và đạt sự hiệu quả tuyệt đối. Ai cũng hiểu tốc độ di chuyển của con người chẳng thể sánh ngang với trái bóng, vì đó sẽ là lợi thế cho cá nhân nào biết cách làm chủ được nó. Nói về điều này, Pirlo chính là bậc thầy. Và rồi cũng với phong thái chơi bóng kiểu như vậy đã giúp Pirlo hồi sinh ở Juventus. Nếu ở Milan, ông vua này có đối tác ăn ý trên ghế chỉ đạo là Ancelotti, thì tại Turin, anh đồng hành với Antonio Conte. Đây là hai cá nhân chủ chốt vực dậy lão bà sau cú can chê Puli năm 2006. Trong đội bóng sọc trắng đen, Pirlo vẫn đảm đương vai trò quân thuộc và được vùng vẫy trong hệ thống ba tiền vệ dưới sự bao bọc của hai tiền vệ lệch. Một Pirlo 32 tuổi ngày ấy bị AC Milan đánh giá là hết thời, bỗng chốc trở thành báu vật tại Juventus Arena. Với triết lý chơi bóng đầu óc của mình, cựu tiền vệ Inter trở thành đạo diễn ở giữa sân, chỉ huy hết mọi đường bóng hướng đến khung thành đối thủ. Dưới nguồn cảm hứng bất tận mang tên Pirlo, Juventus bắt đầu tìm lại hình ảnh thực sự của mình ở Serie A, không có Champions League. Nhưng số Scudetto của anh có được cùng Juventus là gấp đôi số anh có được ở Milan, với 4 lần liên tiếp từ mùa giải 2011-2012 đến 2014-2015. Bấy nhiêu đó đã chứng minh cầu thủ sinh năm 1979 thành công thế nào với câu lạc bộ thứ tư Anh có áo ở nước Ý. Hai danh hiệu nhỏ còn lại là siêu cúp Ý 2012-2013 và cúp quốc gia 2014-2015 chỉ từng khiến bản CV của ngôi sao từng thi đấu của MLS thêm đồ sộ. Bấy nhiêu chiến công huy hoàng như thế chính là một sự bảo đảm cho đẳng cấp của Pirlo, một nhạc trưởng tầm thường, giản dị trong phong cách chơi bóng. Nhưng nước Ý khó lòng tìm kiếm được một phiên bản kế thừa. Kết thúc hành trình ấn tượng tại quê nhà, ngôi sao vô địch Serie A 6 lần ra nước Mỹ chơi cho New York City vào năm 2015 trước khi giải nghệ năm 2017. Còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, dĩ nhiên chẳng ai có thể quên được chiến công vô địch thế giới ở nước Đức 2006 bất chấp tuyển Ý bước vào chiến dịch năm đó với vụ lùm xùm can chê Puli. Nhưng các ngôi sao mặc áo thiên thanh vẫn vững ý chí thép. Nói về điều này, Pirlo, mẫu tiền vệ hào hoa trên sân nhưng vẫn có thừa sự bản lĩnh trong thời khắc quan trọng. Ở kỳ World Cup cách đây 17 năm, nhạc trưởng sinh năm 1979 đương nhiên là cái tên quan trọng tại khu trung tuyến. Bên cạnh đó, cái đầu lạnh của Pirlo còn được thể hiện qua một câu nói khi được hỏi về thời gian trước trận chung kết World Cup. Tôi không thấy áp lực gì cả. Tôi không hề quan tâm đến nó. Tôi dành cả buổi chiều tại Berlin để ngủ và chơi PlayStation. Đến tối tôi ra sân và giành chức vô địch World Cup. Pirlo đã đại nghệ được 5 năm. Điều đó vô tình khiến bóng đá thế giới mất đi một mẫu tiền vệ sáng tạo bậc nhất với trái bóng. Tuy vậy, những đường bóng do người đàn ông này vẽ ra chắc chắn vẫn còn sống mãi trong lòng người hâm mộ. Bóng đá phải chơi bằng đầu, đôi chân chỉ là công cụ. Đó chính là câu nói kinh điển của Pirlo khi anh nêu cảm nghĩ về bóng đá. Với điều đó, huyền thoại của Milan đã tự vẽ ra cho bản thân một sự nghiệp đặc trưng không thể lầm với bất cứ ai.